phương à tư vân sắc nghi muộn nghi ở hoàng Giáng sinh lê thị giáo thiên mỹ nghe hương hay hay mắt ngọc phô nền trắng dở dở môi son anh hiển hách nghe đã vàng trong phủ nghĩa anh linh nổi tiếng trốn sòng sàn từ vân ngọc an gia phong tăng nao nước xa gần khắp bốn phương thành phong ngoạn nguyệt cảnh thư đường thành phong ngoạn nguyệt bé ha thua ba dương trong tiết na thiệu quang chiều dương vậy bàn ngẫm ngợi sự nàng thần tiên trên thuộc thiên vừa ngày mở yên vua ngọc chính điện ni linh tiêu lượng ba hành
văn võ thần liêu sân đàn đi. Chấp chơi à, tiêu thiểu thông dung khúc nằm cùng thôi khoan lại dục nhạc vàng ở lưng tiếp tục ấy nghĩ uy nghi bày hoa hạc đan trì phượng trương ý. Vẽ bích lần phi thức hồng vị tiên cung ý, tiên nga ngọc nữ nghi chén thọ trường thứ tự ý, quỳnh tương ý. Có chào hàng cách điệu dịu dàng quỳ dâng đi thượng đế chén vàng sải tay trước năm mươi vua cha kiếp dẫn nói lùi ở đình một trận ấy ai đang ngây ngây tình phi hỏa tốc ngây vội vàng ngự truyền ngây ngây bắc đảo phê nàng giang sinh cảnh địa linh nam sơn phổ nghĩa giữa huyền thiên an thai nghi xa danh nổi dấu anh họ lê nổi dấu châm anh cay về trần thị đi phúc lành thư hương nguyệt tròn hương gió vàng thiêu hắt quê đưa hương ngào ngạt gần
Ai làm đêm thương
ngày nhớ nga. Thank you.
lại hiện về thăm thung huyền nhẹ ai dặn lang quần cặn kẽ trước sau thăm rồi lại bước xuống lầu thần thông biến hóa hay đâu là người trái đòi nơi nước non chơi dạo nghĩ hồ nhiễu đất đi lành tự nhiên mạch thủy huyền hải hà trung tu được xứng tình hữu thu mừng thay trên thời quan tuyết cùng mây trăm hoa đuôn nở xanh bay phong quang chốn đồi ngang cùng nơi phố ca ta riêng một bầu gió mát trăng thanh in đồ bát cảnh rành rành lầu tần há xanh thị đi nê thành khôn so trúc liễu lo bách tùng đàn xuôi chim đành hành phượng ruồi loan cài giữa đường chính sư người qua biến lên chân tịnh hiện ra bàn ư hàng trà ngũ nhang từng bừng chén mang rượu kiểu
tiên ném phượng trả lân đòi hàng nơi la liệt bát chân phô trương quy vật đi kỳ tân này mỏi đi mùi hồng nhan thế nữ thể nữ việc trong ngoài gìn giữ trước sau nhân gian khôn biết thơ màu ai ngờ người thế tập tành tiếng chúc
tiếng tờ âm mà ý nghi thầm thánh tha thánh thoát na ý nghi trầm mà thánh tha thánh tha lấy đàn tranh bẻ bót nghe bẻ bài nhạc âm nhường lọt bên tai dậu lòng vàng đang dễ ai cầm đanh sự yên anh ông bảy bây giờ chúa mới ra tay kéo mà sự thế còn hay rông dài bận chân vì nhẹn nang vương tơ dịu giang xa đâu đầy uy linh có phen đi vào nghệ an kinh gặp người kẻ sóc ý đông à thành mai chúc đi
đời. Chẳng xa cũng mắc ý vì nơi ý để ở tơ hồng một lòng ê à, nữ công nữ nghi tắc nghi việc nghe tề nghi ra cơ mực ý đảm đang trong ngoài cắt đặt sẵn sàng đạo tòng đã tỏ nhường gương y lâu lâu việc đảo tần tất lòng thành kính ngay mười phần thảo ngay ngay một nhà vầy lan lan huệ huệ dòng dõi như thêm đan quế hay hay cải vui anh yến súng vầy nào hay con mi tạo ra tay y xoay vần dầu nhắc cân chẳng xứng ngay chớ thời đành đeo đẳng ấy làm chi cùng nhau tự thủa vô quy chưa từng ai đã bất trì
làm cho ngõ lìa tớ hiểm đâu, lại để con thơ ấu trung Phật nề cưỡi rồng trăm năm mi được nề mãn trăm năm mi được mãn đi. Phần cưỡi rồng trăm năm ước mãn bỗng vui chung, để đoan sâu tây tưởng ngay rằng tưởng rằng chẳng thẹn hơi gió mây, chẳng thèm gió mây ý nghĩ tưởng rằng chẳng thẹn gió mây ai hay, phút nhớ phút khuây chẳng ngờ tạo hóa cơ, hóa cơ khi doanh khi chắc, khi doanh khi chắc tạo hóa cơ ơi ya phi doanh phi chắc hẳn đặt là thị sắc thì không hay hay là ngày kiếp trước hồi chưa xong kiếp trước chưa xong hay là kiếp trước chưa xong ấy lên mới phải lụy vòng trần ai có ơi phen lại về nơi cảnh cũ, về nơi cảnh cũ. Có phen lại ơi về nơi cảnh cũ lỗi mần đào, càng dỗ càng say tưởng ai nghe rằng tưởng rằng tiếng vắng hơi tin chạy tiếng vắng tin chạy. Tưởng rằng tiếng vẳng tin chảy ấm dương nhẫn nhớ
nhục nào hay đinh nhầm. Hãy con chữ, con chữ họa rôm mi phúc thiện, họa rôm mi phúc thiện. Chẳng tha vãng ngày hay ở lại, vãng lại dù trẻ hơi dù già, dù trẻ dù già. Nhơn nhơn á, nhiều nỗi oan gia khôn phòng, biết này ngay lạ lùng, lạ lùng nhiều người ý nghĩ oan thác, nhiều người oan thác ý nghĩ. Là lùng ơi nhiều người nghi oan thác, ai ai đều nhớn nhác sợ kinh, tiếng đồn dậy khắp kinh thành rằng đổi ngang có chúa tinh hại người ngự tình kiếp giật y dạy giang sai binh mà tới đội ngang tiêu trừ trăm điều đủ giọng thank you.
phép thần thông cái thế song nhất nữ hoàn làm chế nghi thái sơn làm thinh nghi thằng bước dần hơn trách rằng sao nỡ một cơn dương này lòng vây ấy nhẹ nghiêng nữ thế hay lòng vây ấy nhẹ chạy
đâu đâu đều hoảng khủng nghe kêu ca. Doãn Y Lượng đi già hề thần sắc phong trôi trôi sai quan về cho tới đồi ngang cung điện sửa sang đạo lý chúng đã
Thuyền Tán Vinh Hương Vân một vài. Nguyện giang phúc trừ tai hạn ách nghi độ từ chung hướng lộc hè kỳ. Cảnh